mọi người chỉ có hai phim thôi. Đầu tiên là Godzilla vs Kong, đế chế mới, bé Godzilla và bé Kong nè. Khi xem bộ phim này thì Kim Thanh nghĩ là tuổi thơ mình ùa về, giống như là mấy cái con Godzilla mà đánh nhau mà kỹ xảo mà bèo nhèo ngày xưa cho con nít ăn cơm đó. Thì bây giờ cũng như cái bộ phim đó nhưng mà được đầu tư hoành tráng lên, hình ảnh, âm thanh đồ xịn sò lên. Thành ra về là chỉ có viết status là chúng ta thật sự là những đứa trẻ to xác, bởi vì ở cái tuổi này mà vẫn theo dõi những cái bộ phim như thế. Khi mà hai cái con đều là hai cái con kỹ xảo đánh nhau mà la hét ầm ĩ, nhiều khi mình thấy mình cũng mắc cười. Trong phim này là Kong nó vô tình khám phá ra được dòng họ của mình là cùng chủng loài luôn đó. Nói chung câu chuyện thì mọi người đừng có mong là nó hay hay nó logic hay nó hấp dẫn gì hết. Kịch bản rất bình thường, mà thậm chí không gọi là bình thường nữa. Kịch bản rất là phi lý, muốn diễn ra cái gì diễn à, để cho mọi chuyện nó diễn ra cho những cái trận đấu đó thôi. Thì cái phần đầu thấy nó cũng hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà phần sau bắt đầu chạm trán này kia đó thì nó gây cấn đến cuối cùng. Rõ ràng khi mà công nghệ nó phát triển thì nó mang lại rất là nhiều cái điều thú vị, như là Kim Thanh xem cái màn hình IMAX 3D. Phim này có chiếu 3D nha mọi người. Trời xuất sắc, nó rất là chân thực luôn á. Mình nhìn như là những cái con đó là những cái con có thật á, chứ không phải là hồi trước mà mình nhìn thấy ra mình biết là kỹ xảo, nhưng mà bây giờ kỹ xảo nó đạt cái mức mà mình thấy trời nó thật ơi là thật luôn. Cái lòng và cái cảm xúc của nó rất là đúng rõ. Rồi rất là chân thực, như là một cái con nó đang đứng trước mặt, mà cái hiệu ứng 3D á làm rất tốt nha. Trời mấy lần hả, nó đánh con này con kia nó quăng cái là nó mình né luôn á. Là lâu lắm rồi mình mới xem IMAX mà mình mới có cảm giác mà chân thực đến như vậy. Nói chung là những cái màn hành động mà coi IMAX 3D là xuất sắc nha mọi người. Cho nên là chúng ta ra rạp nên chọn IMAX 3D mà xem. Kim Thanh thấy rất là thú vị khi mà đầu phim có cái cảnh là con Kong nó bị vấn đề về răng cỏ, cho nên nó mới trồi lên. Nhờ con người giúp thì mọi người sẽ phải đánh răng cho nó. Không, răng đó nó hư luôn á, tức là nó đau quá nó chịu không nổi đó, cho nên là mọi người sẽ phải nhổ răng cho nó và im lăng cho nó. Thì cái quá trình đó như thế nào đó rất là thú vị. Rồi trong lúc nó đánh rồi tay nó bị thương nữa thì con người cũng gia cố bằng những cái đồ mà giống như là siêu anh hùng hay là cái gì mà gắn vô như Batman, rồi có đồ chơi rồi đó hỗ trợ lên. Mình thấy là mắc cười dễ sợ luôn á. Nó chỉ vậy thôi mọi người, không có đòi hỏi gì hơn. Và phim này thì dán nhãn ca, tức là dành cho mọi khán giả, nhưng mà khán giả nào mà dưới 13 tuổi thì phải có người giám hộ đi kèm. Tiếp theo đó là bộ phim Quỷ Thuật. Đây là một bộ phim kinh dị, một cái đặc sản mà hàng tuần chúng ta đều có. Phim xoay quanh Sylvie, cô phải gánh chịu lời nguyền do tội ác mang rợ mà cha chồng của mình đã gây ra. Và ngày mà cô mang thai đứa con của mình cũng chính là ngày ác quỷ trở về từ cõi chết. Nói chung là vẫn là bộ phim thuộc cái thể loại mà ai thích thú những cái phim này thì có thể cân nhắc. Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi.